chào mừng các bạn đến với kênh 1% mỗi ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá những bí quyết kinh doanh thành công của người Do Thái, một trong những cộng đồng được biết đến với sự thông minh, kiên trì và thành công trong kinh doanh. Trước hết, chúng ta hãy cùng nhìn lại lịch sử và văn hóa của người Do Thái. Người Do Thái có một lịch sử lâu đời và phong phú, trải dài qua nhiều thế kỷ và khắp các châu lục. Văn hóa kinh doanh của họ được hình thành và phát triển từ những thách thức và cơ hội đặc biệt mà họ đã gặp phải. Từ những ngày bị lưu đày đến những thập kỷ phải đấu tranh để tồn tại, người Do Thái đã học được cách biến những khó khăn thành cơ hội. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào những nguyên tắc kinh doanh cơ bản đã giúp người Do Thái đạt được những thành công vượt bậc. Nguyên tắc 1. Giáo dục và học tập suốt đời. Người Do Thái rất coi trọng giáo dục và học tập. Họ tin rằng kiến thức là sức mạnh và luôn đầu tư vào việc học hỏi. Chẳng hạn, hệ thống giáo dục của người Do Thái rất khắt khe. Họ không chỉ học kiến thức mà còn học cách suy nghĩ, phân tích và giải quyết vấn đề. Đây chính là nền tảng giúp họ thành công trong nhiều lĩnh vực. Nguyên tắc 2. Sự kiên trì và bền bỉ. Người Do Thái nổi tiếng với sự kiên trì và không bao giờ từ bỏ. Ví dụ như Levi Strauss, người sáng lập thương hiệu Levi's. Ban đầu, ông chỉ là một người nhập cư Đức đến Mỹ để tìm cơ hội. Nhưng với sự kiên trì và tầm nhìn kinh doanh, ông đã biến Levi's thành một trong những thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất thế giới. Nguyên tắc 3. Mạng lưới cộng đồng và sự hỗ trợ lẫn nhau. Cộng đồng Do Thái có một mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ, giúp đỡ nhau trong kinh doanh và cuộc sống. Một ví dụ điển hình là các tổ chức và hiệp hội kinh doanh của người Do Thái, nơi các doanh nhân gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau phát triển. Bây giờ, chúng ta hãy cùng phân tích các doanh nghiệp thành công của người Do Thái để hiểu rõ hơn về cách họ áp dụng những nguyên tắc này. Ví dụ 1. Google, Sergey Brin. Sergey Brin, đồng sáng lập Google, là một ví dụ điển hình về sự thành công trong lĩnh vực công nghệ của người Do Thái. Sergey Brin sinh ra ở Nga và di cư đến Mỹ khi còn nhỏ. Với sự đam mê học hỏi và sáng tạo, ông đã cùng Larry Page thành lập Google, biến nó trở thành công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới. Từ Sergey Brin, chúng ta học được bài học về sự sáng tạo và đổi mới không ngừng. Trong thế giới công nghệ, việc liên tục cải tiến và tạo ra những sản phẩm mới là yếu tố quyết định thành công. Ví dụ 2, Starbucks Howard Wood, người đã biến Starbucks thành một hiện tượng toàn cầu, cũng có gốc gác Do Thái. Howard Wood lớn lên trong một gia đình nghèo ở Brooklyn. Với ý chí vươn lên và tầm nhìn chiến lược, ông đã biến Starbucks từ một cửa hàng cà phê nhỏ thành chuỗi cửa hàng cà phê lớn nhất thế giới. Bài học ở đây chính là tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu và trải nghiệm khách hàng. Starbucks không chỉ bán cà phê, mà còn bán cả trải nghiệm độc đáo cho khách hàng. Ví dụ 3. Estee Lauder. Estee Lauder là sáng lập thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng từ xưa, xây dựng một thế giới làm đẹp toàn cầu. Estee Lauder là kinh doanh sử dụng bán sản phẩm sản xuất ra từ các cửa hàng quốc tế, với chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng tuyệt vời, và đã xây dựng một thương hiệu mỹ phẩm uy tín trên toàn thế giới. Cuối cùng, từ Estee Lauder, chúng ta học được rằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng là chìa khóa để xây dựng một thương hiệu uy tín và bền vững. Làm thế nào chúng ta có thể áp dụng những bài học này vào cuộc sống và xây dựng một nền sản phẩm? Trước hết, hãy đầu tư vào giáo dục và học hỏi không ngừng. Đừng ngại thử thách bản thân và luôn tìm cách áp dụng kiến thức và kỹ năng của mình. Thứ hai, hãy kiên trì với mục tiêu của mình. Đừng từ bỏ khi gặp khó khăn. Hãy nhớ rằng sự bền bỉ là yếu tố quyết định thành công. Cuối cùng, hãy xây dựng mối quan hệ và mạng lưới hỗ trợ. Đừng ngại nhờ sự giúp đỡ từ người khác và luôn sẵn lòng giúp đỡ lại. Người Do Thái đã chứng minh rằng với sự giáo dục, kiên trì và mạng lưới hỗ trợ, bất kỳ ai cũng có thể đạt được thành công lớn trong kinh doanh. Hãy áp dụng những bài học này vào cuộc sống và công việc của bạn. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung thú vị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.